Duy In Ha phải không? Tôi đáng ngưỡng mộ nhỉ. Tôi đã làm được điều anh không thể làm. Cô nghĩ tình hình bây giờ là bình thường à? Không phải sao? Vốn dĩ những người không cùng mục tiêu nói chuyện khó hòa hợp nhỉ. Du In Ha, dù không phải là cháu ruột, nhưng nếu trong lòng anh còn coi Chủ tịch Ma là bà, thì nên giữ lễ độ với cả tôi đi. Tôi là cô đấy. Lần đầu tiên đấy, tôi thấy mình thật may mắn khi không phải là cháu nội của bà. Cô đã lợi dụng cảm giác cô đơn của bà để thành con nuôi của bà đúng không? Cô có âm mưu gì? Cả Chủ tịch Ma và tôi đều cô đơn còn gì? Hai cuộc đời cô đơn hợp lại thành gia đình chứ sao? Đừng nói vớ vẩn nữa. Vậy để tôi nói thật lòng, nghe kỹ nhé. Chắc hẳn bái xúc nặng sau khi biết hai người cháu nội bái nghĩ là thật lại là giả nên mới nhận tôi làm con nuôi. Rồi sao? Cô lợi dụng tình cảm đó rồi hóa thân thành con nuôi à? Đó cũng là năng lực. Cô nghĩ là cô có tất cả quyền lực của bà ư? Chắc sắp được như thế rồi. Nếu biết nghĩ cho bà thì dùng quyền lực đó mà đánh bại Du Ji Ho đi. Tôi đang cân nhắc. Vì có thể tôi sẽ đánh bại Sơ Du Kiêng, Trương Hê Su và cả anh nữa. Ông muốn nói gì? Trời ơi, sao thế này? Dù hoàn cảnh đã thay đổi, nhưng sao lại tỏ vẻ như bà chủ với cả tôi, người từng một thời là bố cô? Với tư cách là con gái của Chủ tịch Ma Hiên Đức thì Ma Sê Dân còn có thứ bậc cao hơn Du Ji Ho, Chủ tịch Tập đoàn Trơn Ha. Du Ji Ho lại cao hơn cả Phó Chủ tịch Sơ Du Kiêng. Vậy ra Bộ trưởng Bộ Tư pháp, chồng của Phó Chủ tịch Sơ Du Kiêng, có thứ bậc thấp hơn cô à? Bữa tối hợp khẩu vị chứ, Bộ trưởng Du. Gì cơ? Bộ trưởng Du. Ngông nghênh quá mức khiến sự vô lễ cao chọc trời rồi nhỉ? Không lẽ Bộ trưởng vẫn nghĩ ông là bố tôi ư? Sao tôi cứ thấy giọng điệu của bố cằn nhằn con gái thế nhỉ? Làm gì có lý đó. Cô không còn là con gái của tôi nữa. Dù sao tôi cũng từng một thời là bố của cô. Thái độ của cô như thế là không đúng đâu. Từng là bố tôi ư? Bây giờ tôi vẫn nhớ rõ. Tôi muốn chấm dứt nhận con nuôi. Chấm dứt nhận con nuôi. Ừ, mẹ cô cũng quyết tâm từ giờ không coi cô là con gái nữa. Tôi cũng quyết định không thừa nhận cô là con gái khi cô đã gây ra bao nhiêu tội ác như thế. Ông đã đuổi tôi đi khi tôi khó khăn và cô đơn nhất. Thế nên cô sống như Ma Hiên Đức ư? Chí ít thì Ma Hiên Đức cũng không lỗ mãng với tôi như thế. Với lại cô nên nhớ là cô đang trong thời gian hưởng án treo chứ không phải vô tội. Cô không nên có hành động trứng tai gai mắt trong tối thiểu 3 năm. Ông đang đe dọa Ma Sê Dân, con gái chủ tịch Ma Hiên Đức đấy à? Dù có giận thế nào thì cũng không được hỗn hào với một người từng là bố cô như thế này được. Không nên có hành động biến Bộ trưởng Bộ Tư pháp thành kẻ thù. Bộ trưởng Du nên cẩn thận lời nói thì hơn. Sao lại thấy tôi trẻ nên cư xử như với con gái vậy? Tôi là con gái của Chủ tịch Ma đấy. Chúng ta nên về thôi. Hả? Ừ. Đây là lý do cô gọi chúng tôi đến à? Để sỉ nhục chúng tôi như thế này phải không? Cuộc gặp gỡ là do con người tạo ra mà. Tôi tin là từ giờ Phó Chủ tịch Sơ, Bộ trưởng Du sẽ cư xử với Ma Sê Dân tôi như với Chủ tịch Ma Hiền Đức. Đồ hỗn xược.
Bộ trưởng Du ư? Nó dám cư xử với anh như cách cư xử của Chủ tịch Ma Hiên Đức à? Đồ xảo quyệt, biết thế không nên nuôi ong tay áo. Đứng ở lập trường của Xê Dân thì có thể bị tổn thương nặng nề vì bị vợ chồng mình chấm dứt nhận con nuôi. Hơn nữa lại muốn thể hiện rằng bản thân đã tự vực dậy như chúng ta thấy. Cho ăn, cho mặc, cho học hành, rồi cho hưởng thụ suốt 20 năm thì phải biết trả ơn chứ. Đằng này lại sỉ nhục anh chỉ vì ấm ức và phẫn nộ khi bị chấm dứt nhận con nuôi à? Anh Phật lòng lắm đúng không? Hơn 30 tuổi rồi mà vẫn chưa thành người được. Để em pha tách trà cho anh giải tỏa bực bội nhé. Ừ, cũng được. Cô Jose-sơ, giám đốc gọi tôi à? Yuji-ho về chưa? Anh ấy vẫn ở gian nhà phụ của Jushin-won. Kể cả không phải là tôi thì Ma Se-jung cũng có đủ điều kiện để thành chỗ phòng thân cho anh còn gì. Dù Se-jung người bị chấm dứt nhận con nuôi giống như xác vô hồn, nhưng Ma Se-jung con nuôi của Chủ tịch Ma lại rất cuốn hút. Dù mình không phải là cháu ruột của Chủ tịch Ma, thì người sẽ thành dây thừng vững chắc không nhất thiết phải là Trương Hê-su nhỉ? Không phải Du Se-jung mà là Ma Se-jung. Sao vẫn còn ở đây? Đây là không gian của tôi mà. Tôi đi hay ở thì liên quan gì đến Du Se-jun, Ma Se-jun? Cô cũng khổ thật đấy. Cái tên, cái họ vớ vẩn đó thì có là gì đâu mà thích thế, lại còn nói người khác nhỉ? Làm gì có ai đánh cược cả tính mạng vì cái tên, cái họ như anh đây? Anh đã đánh cược cả cuộc đời để đổi từ Kang Ji-ho thành Du Ji-ho còn gì? Vậy còn cô? Giờ cô đã đánh cược cả cuộc đời để sống với cái tên Ma Se-jun nhỉ? Vì nếu tôi được sống với cái tên Ma Se-jung thì Chủ tịch Ma muốn tôi nhất định phải làm một việc này. Việc gì? Là hạ bệ Du Ji-ho thành Kang Ji-ho. Bà già lẫn thì nói gì chẳng được. Se-jung này, dù cô là Du Se-jung hay Ma Se-jung thì tôi vẫn có thể vứt bỏ hay có được cô bất cứ khi nào tôi muốn. Hạng người như anh ư? Lúc bỏ thì dễ nhỉ? Nhưng anh sẽ không bao giờ có lại được tôi đâu. Hạng cháu mà dám nói có được cô hay không à? Này, đồ xấu xa này! Cô có làm thế thì vẫn sẽ quay lại với tôi thôi, Du Se-jun. Mình điên mất rồi. Sao tim mình lại khựng lại chứ? Trong khi có thể nghiền nát anh ta ra cũng chưa hả dạ. Dù gì hồ tôi sẽ xử lý anh, tôi sẽ trừng trị anh với tư cách là Ma Se-jun, con gái của Chủ tịch Ma Hiên Đức. Dù Se-jung thành Ma Se-jung rồi, thì liệu có làm lưỡi kiếm đánh bại Du Ji-ho không? Đó chính là điều bà muốn. Nếu ngược lại thì sao? Du Ji-ho sẽ không cứ thế mà hứng chịu đâu. Nếu anh ta lôi kéo Du Se-jung về phe anh ta thì sao? Cả hai hiệp sức rồi đánh bại Chủ tịch Ma và công kích Phó Chủ tịch Sơ, Hê-su và anh thì sao nhỉ? Thì cuộc chiến sẽ khó khăn hơn hồi đối đầu riêng với từng người. Phải ngăn không cho Du Se-jung, Du Ji-ho phối hợp với nhau. Đúng thế.